Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đã đến với kênh học online của trường tiểu học Lê Quý Đôn. Hôm nay cô rất vui vì được gặp lại các con trong bài học vần tiếp theo, bài Oanh, Oách, sách giáo khoa tiếng Việt tập 2, trang 26-27. Cô mời các con bước qua hoạt động 1, hoạt động luyện đọc. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu với các con vần oanh. Vần oanh gồm âm o đứng trước, âm a đứng giữa và âm nhờ đứng sau. Các con lắng nghe cô đọc mẫu. O, a, nhờ, oanh. Các con cùng đọc lại nhé. Đã có vần oanh, muốn có tiếng doanh, các con làm thế nào? Đúng rồi, các con thêm âm giờ đứng trước vần oanh, ta được tiếng doanh. Các con cùng nghe cô đọc nhé. Giờ, oanh, doanh. Bây giờ các con cùng quan sát bức tranh bên trái. Theo các con, bức tranh vẽ gì nào? Đây là bức tranh vẽ các chú bộ đội đang huấn luyện ở trong doanh trại. Vậy thì, doanh trại là nơi ở và là nơi làm việc của các đơn vị quân đội đấy các con. Các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Doanh trại. Cô mời các con cùng đọc lại. O, a, nhờ, oanh. Giờ, oanh, doanh. Doanh trại. Tiếp theo, cô xin giới thiệu với các con vần oách. Vần oách gồm âm o đứng trước, âm a đứng giữa và âm chờ đứng sau. Các con lắng nghe cô đọc mẫu rồi sau đó đọc lại nhé. O, a, chờ, oách. Vậy các con thấy vần oanh và vần oách chúng ta vừa học có điểm gì giống và khác nhau? Các con hãy giúp cô tìm ra điểm giống và khác nhau giữa hai vần này nhé. À, hai vần oanh và vần oách giống nhau là đều có âm o đứng trước, âm a đứng giữa. Vậy thì khác nhau ở chỗ nào vậy các con? Đúng rồi, khác nhau ở chỗ là vần oanh thì có âm nhờ đứng sau, còn vần oách thì âm chờ đứng sau. Bây giờ có vần oách rồi, cô muốn có tiếng hoạch thì các con hãy giúp cô làm thế nào nào? À đúng rồi, các con thêm âm hờ đứng trước vần oách, dấu nặng được viết dưới con chữ A. Các con lắng nghe cô đọc nhé. Hờ, oách, hoách, nặng, hoạch. Các con hãy cùng đọc lại cho ba mẹ mình cùng nghe nhé. Bây giờ các con cùng quan sát bức tranh bên trái. Theo các con, bức tranh này vẽ gì đây? À, bức tranh này vẽ hai người phụ nữ đang thu hoạch cam phải không các con? Vậy thì thu hoạch có nghĩa là gặt hái để thu về những sản phẩm nông nghiệp do kết quả lao động của những người nông dân làm ra. Chẳng hạn như đến mùa lúa chín thì người nông dân sẽ ra đồng gặt lúa về. Hoặc là giống như trong bức tranh này, khi mùa cam chín thì người ta sẽ thu hoạch cam về để mang ra chợ bán. Thu hoạch cũng có nghĩa là kết quả thu được sau quá trình học tập tìm hiểu. Các con lắng nghe cô đọc nhé. Thu hoạch. Chúng ta cùng đọc lại nào. O, a, chờ, oách. Hờ, oách, hoách, nặng, hoạch. Thu hoạch. Bây giờ cô mời các con đọc trơn lại toàn bài. Oanh, doanh, doanh trại. Oách, hoạch, thu hoạch. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc từ ứng dụng nhé. Các con hãy quan sát lên màn hình và nói cho cô biết các bạn học sinh đang làm gì nào. Nếu các con nói các bạn học sinh đang khoanh tay để lắng nghe thầy giáo, cô giáo giảng bài thì đúng rồi đó. Vậy thì khoanh tay có nghĩa là
Hai cánh tay trước co lại với nhau và giáp nhau ở trước ngực. Vậy thì theo các con, trong từ khoanh tay này có vần gì mà chúng ta vừa được học? À, đó chính là vần oanh trong tiếng khoanh. Các con hãy gạch chân dưới vần oanh nhé. Giờ thì các con lắng nghe cô đọc mẫu, rồi sau đó đọc lại nhé. Khoanh tay. Tiếp theo là từ mới toanh. Mới toanh có nghĩa là còn mới nguyên và chưa hề dùng đến đó các con. Theo các con, trong từ mới toanh này thì có vần gì mà chúng ta vừa được học? Các con hãy giúp cô gạch chân dưới vần đó nhé. À, cô nhận thấy các con đã gạch chân dưới vần oanh trong tiếng toanh. Các con hãy lắng nghe cô đọc nhé. Mới toanh. Từ thứ ba mà chúng ta sẽ đọc là từ kế hoạch. Kế hoạch nghĩa là lên kế hoạch những việc mình sẽ làm nhằm tiết kiệm thời gian và hoàn thành công việc một cách nhanh hơn. Vậy thì theo các con, trong từ kế hoạch này có phần gì mà chúng ta vừa được học nào? À, các con đã gạch dưới vần oách trong tiếng hoạch. Cô khen các con nhé. Các con lắng nghe cô đọc nào. Kế hoạch. Từ thứ tư là từ loạch xoạch. Loạch xoạch là từ gợi tả âm thanh, mô phỏng tiếng đồng như là của tiếng lá khô hoặc vải cứng cọ sát vào nhau. Chẳng hạn như khi chân chúng ta dẫm lên lá khô hoặc là lấy tay vò giấy lại sẽ tạo ra âm thanh loạch xoạch. Vậy thì các con hãy thử gạch chân cho cô xem trong từ loạch xoạch này có phần gì mà chúng ta đã được học nhỉ? À, trong cả hai từ này đều có vần oách mà chúng ta đã được học. Các con đã làm rất là tốt, cô khen các con. Các con hãy nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Loạch xoạch. Nào, bây giờ cô mời các con cùng đọc lại các từ ứng dụng một lần nữa thật to và rõ nhé. Khoanh tay. Mới toanh. Kế hoạch. Loạch xoạch. Các con hãy chú ý các tiếng có vần oanh và vần oách để đọc cho đúng và rõ nhé. Chúng ta cùng đọc lại trang trái một lần nữa nào. Oanh. Doanh. Doanh trại. Oách. Hoạch, thu hoạch, khoanh tay, mới toanh, kế hoạch, loạch xoạch. Bây giờ các con hãy quan sát sang trang bên phải. Các con quan sát xem tranh vẽ gì nào. À, đây là bức tranh vẽ các bạn nhỏ đang tích cực thu gom các loại sách vở, giấy báo và những vỏ lon bia, vỏ lon nước ngọt, chai nhựa không dùng nữa để làm kế hoạch nhỏ đó các con. Từ bức tranh đó ta có câu ứng dụng. Các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ. Các con lưu ý chỗ ngắt nhịp và đọc cho rõ chữ nhé. Cô đọc lại một lần nữa. Các con hãy lắng nghe và sau đó đọc thật to và rõ nhé. Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ. Thế thì trong câu ứng dụng này có tiếng nào chứa vần oanh và vần oách mà các con vừa được học? Các con hãy gạch chân dưới tiếng đó nhé. À, đó chính là vần oách trong tiếng hoạch. Các con đã làm rất là tốt, cô khen các con. Và đây là hình ảnh các bạn học sinh ở trường tiểu học Lê Quý Đôn đang tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ
Có những bạn thì mang sách báo đến, còn có những bạn thì ba mẹ đã bán những vỏ lon bia, vỏ lon nước ngọt ở nhà và các bạn mang tiền đến để nuôi heo đất tại lớp. Những hình ảnh đẹp này đã lan tỏa đến tất cả quý phụ huynh, các em học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn trường cùng tham gia. Và mục đích của phong trào kế hoạch nhỏ là gây quỹ học bổng để dành tặng những phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Và hàng năm thì những phần học bổng này đã giao tặng cho các em trong các dịp như lễ khai giảng, lễ sơ kết và lễ tổng kết năm học. Chúng ta cùng bước qua hoạt động 2, hoạt động luyện viết. Trước khi viết, cô muốn nhắc nhở các con về tư thế ngồi viết. Các con hãy ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi, chân song song, ngực không tì vào bàn nhé. Các con chú ý quan sát mẫu chữ, chú ý viết đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ nhé. Đầu tiên, cô sẽ giới thiệu các con cách viết vần oanh. Con đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3, viết con chữ O. Nối nét, viết con chữ A. Liền nét, viết con chữ N. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang số 2. Ta được vần oanh. Tiếp theo, viết vần oách. Con đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết con chữ O. Nối nét, viết con chữ A. Nối nét, viết con chữ chờ. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang 2. Tiếp theo, ta viết từ doanh trại. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3, viết con chữ giờ. Nối nét, viết con chữ O. Nối nét, viết con chữ A. Liền nét, viết con chữ nhờ. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang 2. Khoảng cách một con chữ O. Đặt bút tại đường kẻ ngang 2, viết con chữ tờ, liền nét, viết con chữ R. Nối nét, viết con chữ A. Liền nét, viết con chữ Y. Lia bút, viết dấu nặng dưới con chữ A, ta được từ doanh trại. Tiếp theo, ta viết từ thu hoạch. Con đặt bút tại đường kẻ ngang 2, viết con chữ tờ, nối nét, viết con chữ hờ. Liền nét, viết con chữ u. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang 2, khoảng cách một con chữ o. Đặt bút tại đường kẻ ngang 2, viết con chữ hờ. Nối nét, viết con chữ O. Nối nét, viết con chữ A. Nối nét, viết con chữ chờ. Điểm dừng bút tại đường kẻ ngang 2. Lia bút, viết dấu nặng dưới con chữ A, ta được từ thu hoạch. Theo ta bước sang hoạt động 3, hoạt động luyện nói. Đầu tiên, các con sẽ quan sát các bức tranh và gọi tên từng bức tranh. Và chủ đề luyện nói ngày hôm nay của chúng ta là nhà máy, cửa hàng, doanh trại. Các con đã từng được nhìn thấy nhà máy, cửa hàng, doanh trại bao giờ chưa? Và các con đã thấy nó ở đâu? Ở hoạt động luyện nói này, các con hãy cùng nói cho ông bà, ba mẹ và các anh chị em trong gia đình mình cùng nghe nhé.
Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc rồi. Cô rất là vui vì các con học tốt, đọc thật là to với cô. Cô có một vài dặn dò các con ở nhà là các con hãy đọc lại bài, hoàn thành phiếu bài tập và chuẩn bị bài oát oát nhé. Cô chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.